Vâng, hôm nay mình chia sẻ bạn một cái chủ đề là cái điều gì làm cho bạn nổi điên, nó làm cho bạn điên khùng lên, nó làm cho bạn bực mình nóng giận lên, thì cái điều đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Tại sao mà nói cái gì mà nó kỳ lạ vậy? Các bạn nào chưa thông thì các bạn thấy ô cái này là một cái tư duy nó rất là kỳ lạ. Vâng, nó vô cùng kỳ lạ. Mình các bạn nghe kể cho bạn nghe câu chuyện này. Mình có quen một bạn giám đốc. Và cứ lâu lâu là bạn gọi gọi điện thoại cho mình một lần, và cứ y như rằng mỗi lần mà gọi điện thoại như vậy á là bạn có một cái điều gì nó nổi điên, nó tức giận, là bạn mới gọi điện thoại cho mình, bởi vì bạn không có gỡ rối được. Và mình cứ liên tục tư vấn cho bạn, mở gỡ rối cho bạn là làm sao để cho bạn thoát ra cái tình huống đó. Thì cái hôm đó bạn gọi điện thoại cho mình nói là như vậy, bạn bạn nói là kỳ này em điên lắm rồi, em điên lắm rồi, hỏi cái chuyện gì đi. Em có một nhân nhân viên nó nói chuyện với em rằng á, nó xin em rằng á là nó đi ra ngoài nó gặp cái đàn, nhưng mà thật sự nó ra ngoài nó có gặp cái đàn mà nó đi nhậu. Rồi, và bạn nói là bạn điên rồi, bạn bạn cũng kỳ trước nó đã một lần nó như vậy rồi, thì kỳ này nó như vậy nữa, nhưng mà em điên rồi, em muốn là cho nó nghỉ rồi á. Và bây giờ em đang suy nghĩ lại, em gọi điện thoại cho mình và để em tha ván một chút xíu. Em chứ mình mới nói là cái điều gì nó làm cho bạn điên như vậy, nó là do cái bạn nhân viên đó, nó làm em điên điên tí thật. Mình nói rằng là cái việc mà nhân viên nó làm như vậy thì có đáng để cho bạn nóng bạn điên nó như vậy không? Tại sao bạn phải chọn là mình nổi nóng nó như vậy? Cái chuyện gì nó cũng bình tĩnh mà, nhưng nghĩ quyết đi. Vậy thì bạn có nhận ra điều gì trong chính con người của bạn không? Mình nói là thật sự cái đứa nhân viên đó nó không đáng để cho bạn điên, mà cái đứa nhân viên đó nó đang biết cách gì, nó đang biết biết cách nó bấm được cái nút điên của bạn lên. Mỗi con người chúng ta nó đều có cái nút đó, cái nút đó mà ai mà bấm chúng ta đúng cái nút đó là chúng ta nổi giận lên, ai mà bấm chúng ta đúng nút đó chúng ta điên lên. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và các bạn đang okay, bắt đầu bạn mới nhận ra, bạn mới kêu việc nó đơn giản đâu đâu đâu, nhớ như thế chú ta phải điên mà chúng ta nóng nó như vậy. Vậy thì mình nói là bạn có nhận ra cái điều gì trong con người của bạn chưa? Lúc đó bạn mới nói rằng là em hay nóng giận, em hay bực tức những cái việc nó như vậy. Mà nói đúng rồi, cái việc nó đâu có đáng đâu. Cái gì thì chúng ta về chúng ta gặp nó, chúng ta nói chuyện lại một cách rất là nhẹ nhàng, chúng ta vẫn cứ bình thản, chúng ta vẫn làm được việc được mà, đóng nhất quyết chúng ta phải đi. Mà nói một tình huống nó xảy ra, bạn có thể chọn vui hoặc là bạn có thể chọn bực mình, cái đó là quyền quyết định của bạn, bạn chọn cái gì? Em cho bạn nói là tại sao lâu nay em có chọn bực mình à? Vậy thì cái điều gì đó đang diễn ra trong con người của bạn? Với bạn nói là tại sao em hay nổi nóng những cái việc này nhỉ? Mà nói đúng rồi, bạn bắt đầu bạn nhận ra ra rồi. Vậy thì bạn có thể là xử lý tình huống này theo một cái cách khác là làm cho bạn vui không? Vậy điều gì làm cho bạn vui? Bạn nói thì em sẽ nhẹ nhàng ra hơn, em sẽ tha thứ cho nó thì em sẽ vui, em sẽ giúp cho nó xử lý tính cách này thì em sẽ vui. Mình cứ tuyệt vời, bắt đầu bạn đã nhận ra được cái cách rồi, chứ thì chừng nào bạn hành động. Và bạn nói là em sẽ động bây giờ, và thế là bắt đầu là bạn mới ngồi bạn tâm sự với người nhân viên nó sâu hơn, bạn nói chuyện nó sâu hơn, bạn sẵn sàng tha thứ cho nó, ok không? Và bạn lại áp dụng cái điều này với một cái nhân viên cách đây cũng phải 4-5 năm trước, là bạn cũng một lần như vậy, bạn cũng bực mình, bạn cũng đuổi một người nhân viên đó, là bạn đi gặp lại người nhân viên đó, bạn cũng nói chuyện và bạn kêu rất là tuyệt vời, và lúc đó nhân viên nó cũng thông cảm hơn mà thấy ok hơn. Và mới gần đây thôi bạn gửi điện thoại cho mình, bạn nói trời ơi em mới được một cái hợp đồng nó vô cùng lớn, hỏi cái hợp đồng đồng gì, cái hợp đồng để người ta nhận em làm cái dịch vụ nhẹ, làm giấy tờ nhẹ, mà cái dịch vụ này là nó lớn lớn nhất từ trước tới nay luôn, mà do chính cái thằng nhân viên mà hồi bữa em gọi cho anh đó em muốn đuổi nó đó, thì chính cái thằng nhân viên nó mang cái khách hàng đó về. Mình nói bạn thấy điều này có tuyệt vời không ạ? Bạn nói rất là tuyệt vời, em học được bài học rất là tuyệt vời. Mình mới hỏi vui bạn, vậy bạn sẵn sàng trả công cho cái người á mà hướng dẫn cho bạn nhận ra bài học đó là bao nhiêu tiền à? Thì bạn lại im. Các bạn, nhưng mà cái điểm tắc trong cuộc đời này là chúng ta không có chịu học hành. Tại sao mình nói là cái gì làm cho bạn nổi điên á, cái đó nó làm cho bạn gì nó giúp cho bạn nhận ra con người bạn, và bạn học, bạn tìm ai đó để giúp cho bạn nhận ra cái bài học hạn chế của bạn. Cái gì bạn đang nổi điên, cái gì bạn đang nóng giận, cái gì bạn đang đổ lỗi, cái gì bạn đang đổ thừa, đó là nó đang thể hiện bạn đang yếu, bạn đang cực kỳ yếu về cái lĩnh vực đó, cái con người bạn nó đang hạn chế về lĩnh vực đó. Người làm kinh doanh cũng vậy, không có được đổ thừa đổ lỗi, không có được bực mình, mà những cái tình huống đó nó đang giúp cho bạn
học được những cái bài học rất là tuyệt vời, và chúng ta khắc phục mỗi ngày từ những cái tình huống mà chúng ta bực mình, chúng ta điên đó. Các bạn hình dung, các bạn những người khởi nghiệp, các bạn có hình dung chưa? Những bạn làm kinh doanh, các bạn có hình dung chưa? Những người làm vai trò lãnh đạo, chúng ta có hình dung chưa? Chúng ta không có được bực mình và nổi điên trong những tình huống đó, mà nó đang thể hiện năng lực của bạn nó đang yếu, kỹ năng của bạn đang yếu. Vậy thì bạn hãy nhận ra, bạn ngồi liệt kê ra những cái gì trong cuộc sống bạn nó đang làm cho bạn nổi điên đây, nó làm cho bạn bực mình đây, nó làm cho bạn đổ lỗi đổ thừa đây. Hãy ghi ra và tự hỏi rằng chúng ta đang học được gì từ những cái điều này, những điều nổi điên nổi nóng nó đang dạy cho ta bài học gì. Bạn có hình dung ra điều này không ạ? Và chính điều này nó làm cho bạn phát triển mỗi ngày. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay bạn đã nghe cái đoạn chia sẻ này rất là tuyệt vời.